mong mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng vùng chúng mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước bông khăn hồng khung khánh đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như thế môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thếp lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh.
hôm nay họ tập nhà trai đến họ tập nhà gái, em đi gồm có là 12 phần, trong này là 9 phần quà, một cái mâm chầu, hai cái phần lễ, tổng cộng là 12 mâm. Xin trân trọng họ tập nhà gái nhận cho. Đây xin chân thành cảm ơn. Bây giờ đến cái phần khai quà và nhận quà thì tôi sẽ mời đại diện Suya, tôi trai và tôi gái đến nhận quà. Để cho nó quay đời. Thân đây cho mượn quà. Nhìn lên cái hạ hạ thấp cái mông chút 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 xíu rồi. Rồi lên vui lên. Rồi chuyện cho rồi mời hai em sư bắt tay. Đứng đối diện ra, thấy ra anh Sư ơi. Hai tay luôn. Rồi, nhìn máy là trong lúc này theo tôi thì đại diện họ nhà gái thì cũng đã tối kiếm gì coi. Là ngày 12 tháng 10 năm 2015, giữa hai gia đình thời gian qua đã có tìm hiểu và trao đổi lẫn nhau. Tìm hiểu trước hết là hai em quen biết nhau, rồi đi đến hai bên cùng kết nghĩa thông giao với nhau. Một là gia đình ông Phạm Văn Khá và bà Nguyễn Thị Nương, cư ngụ ấp 14 xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau. Để đi đến thống nhất hôm nay cùng kết thông giao với gia đình của chú Thiếm Lê Văn Mực và Thiếm Lê Thị Thùy, là quê quán thì ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, Thái Bình, Cà Mau. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Còn chỗ gia đình ông Phạm Văn Khám thì con là tên Phạm Văn Nguyện là Úc Nam. Còn chỗ gia đình của chú thứ hai thì chữ nữ tên là Lê Hồng Động. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Rồi đến dự cái lễ hôm nay thì trước hết xin thay mặt họ tập nhà trai trân trọng kính mời họ tập nhà gái về ngồi bàn giữa để cái phần làm lễ cho nó được long trọng hơn. Trân trọng kính mời. Mời nghĩa vụ hót thay đi vụ để chúng ta tiến hành vào buổi lễ. Trước hết trai cái phần được phân công để dán liễn, mời mấy em để làm thủ tục của mình. Đó phủ đi. Cái phần nữ cha họ tập nhà trai hôm nay đến để cho phần cô dâu gồm có là 30 chỉ vàng 24k, tổng cộng trước và sau thì 32 chỉ vàng 24k, kèm theo có đôi bông. Còn cái phần thứ hai về cái phần tiền thì bằng 8 triệu đồng. Xin trân trọng với nói lên là như vậy. Còn về phần sau xin mời cái phần lễ giao về họ tập thầy sau. Trân trọng cảm ơn. Lên đèn ngày chữ thăng hoa là ngày hôn lễ, cái này cũng mang phép để lên trên bàn thờ. Đây có người lớn thì chú Năm với chú ấy là để cho em xui lên đi, để cho em xui đi. Hai em xui ha. Hai em xui lên đúng không? Rồi, cái này thì ai cũng được nhưng mà. Thôi vậy mà em xui lên đây. Đến giờ này là cái giờ lành, ngày lành tháng tốt, giờ đại lợi, đại phúc. Thì xin mời hai em xui đại diện cho hai thông gia để lên đôi đèn. Mời hai em xui. Rồi hai chưa nhìn lên, hai chưa ơi. Du lên. Rồi mời lên đây. Rồi mời hai chưa lên nè. Dạ.
chậm nha. Trai bước vào bên trong, dắt cô dâu ra và theo nữ cha. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Xưng hô như thế nào thì chú rể xưng hô như thế đó, được phép kêu là ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại cũng như cha mẹ tất cả cô cậu dì dưỡng. Rồi hai ba rồi một tay rồi nhìn máy nhìn máy nhìn máy vui vẻ rồi cũng đụng cái không đổi tay ơi. Đổi tay đụng cho nó đẹp cái ơi. Đó không dạ. Rồi hai em bưng ly rượu trả cho chú nghệ phụ.
Rồi, đứng nguyên hình với ông ngoại nè, giống như như mới vậy đó. Rồi. Chú để ê, cô dâu xích qua ngoại bên đây tí, xích qua. Rồi, ông ngoại ngồi tự nhiên. Rồi, mời bà cố. Cô có ly rượu bà ngoại ơi. Rồi bên đây nè ngoại, ngoại ơi. Rồi nhìn lên, nhìn lên. Rồi. Rồi, rồi cũng lại. Rồi cùng ghi hình bà cố ơi, nhìn lên để con ghi qua hình lưu niệm nha. Rồi, hai em cũng làm giống như thế nha. Rồi, hai em vui vẻ. Rồi, tươi tươi lên cái bà già vợ ơi, bà gì không cười chứ bà vợ. Rồi, em bước qua bên đây em mời tiếp mẹ vợ đi. Rồi, bây giờ đổi tay nè. Tụng ly nè, đó, anh đổi tay chứ. Rồi, nhìn đây, nhìn lên. Mấy chục năm mới có ngày hôm nay á. Được khổ lắm á. Không có cả. Cho nhà uống trước. Rồi, ngồi đó đi. Rồi, để rồi. Và hôm nay được phép xưng hô. Rồi, em mời mẹ. Rồi, cùng bước ly rượu, nhìn lên bà và chồng ơi, nhìn lên. Rồi, em bước vòng qua bên đây, em mời tiếp ly bên đây cho ba. Rồi, chú rể bước tiếp vô giữa. Rồi, nhìn lên nha, vui vẻ nè. Đó. Rồi, hai ông bà cùng đụng ly ơi. Hai em đứng vô ngay giữa. Rồi, nhìn lên. Rồi. Đó. Rồi, uống đi chứ. Dạ. Dạ, uống được ít nhiều gì cũng uống. Uống đâu nhắm. Rồi, trả ly cho chú rể bụi đi. Rồi, hai em. Rồi, bây giờ chắc như thế này đi. Rồi mời hai xu chồng qua bắt hai tay luôn. Chắc bắt tay luôn. Rồi xong tới mời hai bà xu bắt tay cái luôn. Đứng xích vô hai xu. Xích vô anh Mung. Mung ơi xích vô chị ơi. Anh đứng chắc lên chị. Chụp tay nha. Rồi. Rồi mời cả nhà mình cho là có tay vui vẻ luôn nè. Vô, dịnh vô, đang quay nha. Rồi, cô dâu hôn mẹ cái cây cô dâu. Vui quá trời luôn nha. Rồi, giữ nguyên vậy nha. Dâu vui quá trời. Rồi. Thấy cái ngủ, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Rồi. 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 Rồi, gửi ly lại cho chú Việt Hùng. Con gì đây? Đụng ly cái tay con. Rồi. Trọng là kính mời là cô cậu chú bác dì dượng hàng trận thấp hơn của bên nhà cô dâu á, dường như là có thì mời vô đi đặng cho cô dâu chú rể hay là cho qua phần này. Cho qua phần này. Không, cái này là của họ nhà gái, phải của mình. Rồi, cậu chú bác gì dưỡng mời vô. Rồi đứng ly rượu nhìn máy anh ghi hình cái ơi. Rồi đứng ly rồi. Rồi vô nhìn đây. Rồi. Đi tôi khỏi à. Nãy giờ đợi biết bao lâu á. Ai biết cái đó là do gia đình tôi thì tôi thông báo cái này là cái lệ. Nhìn lên nó vô cái ghi hình. Rồi. Uống uống trái thống bưng à. Uống. Chị ba ơi, ba uống. Rồi, chị ba cho xin coi nha. Rồi, trả đi, trả đi. Chị ba nhìn lên. Rồi, uống chiếc vô, làm ghi hình nó đẹp không? Rồi, tụi lấy cái cây. Rồi. Rồi, chả... vậy đó hả? Vậy thì rồi, chạy đứng vô đi rồi uống sao vậy vậy? Rồi rồi, rồi đứng sát vô đi. Rồi chú ý vui vẻ ghi hình nha. Rồi. Ngon quá, ngon quá. Rồi chú có món quà gửi. Rồi 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 đứng tiếp vô uống ly rượu nhé. Phải uống ly rượu nhé. Rồi rồi rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, xong hết không? Rồi.
rồi với mà chú rể dành cho cô dâu thì em hôm nay thì không có dở ra mà em chỉ trao cho cô dâu. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình trên sông bồng bềnh gieo neo.
một lần em đã nói dối, không biết mai đây còn tiếp nối, vì tình yêu đã mơ lối, anh cứ lần lại chuyện xa xôi, con gái không bao giờ đi.
hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bước chân xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xiết chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Cho vợ ăn chơi, vợ tôi cười thì thầm nói tôi ông xã em rất là number one. Bà nói không này nghe được đó. Anh không có cao sang nhưng nào ai được bằng anh. Anh không có lăng nhăng, không hề dối gian một lời. Anh hay thầy yêu có vợ thôi, trái tim này chỉ có vợ thôi. Trong thế gian em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Kể từ đây đến ngàn sao, dù cho sông gió giang lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn xa mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai dù có đôi thay, tình anh hứa chẳng phôi phai. Em nào hờn dối chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one. Bác khen tôi là người số 1 đó mà bà nói tiếng Anh thấy gớm không? Giàu sang mà yêu nồng nàn, dù trải qua sóng gió gian nan, yêu em hoài cho đến ngàn sau. Ông xã em là number one, tuy không đẹp trai như bao nhiêu người, nhưng các cô đừng mơ đừng tưởng, dù thế nào cũng number one. Anh đi suốt đêm nay bơi xuồng ở tận đầm sau, anh câu cá ba sa với dài con cá trề vàng. Anh mang về cho vợ ăn chơi, vợ tôi cười thì thầm nói tôi ông xã em rất là number one. Bác nghe có đây rồi mà. Anh không có cao sang nhưng nào ai được bằng anh. Anh không có lăng nhăng, không hề dối gian một lời. Anh hay thề yêu có vợ thôi, trái tim này chỉ có vợ thôi. Trong thế gian em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã siêu em hoài kể từ đây đến ngàn sao. Dù cho sông gió gian lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai dù có đôi thay, lời anh hứa chẳng phôi phai. Em nào hờn dối chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one. Trời ơi, có câu khen hoài ngại quá. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã siêu em hoài kể từ đây đến ngàn sao. Dù cho sông gió gian lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai dù có đôi thay, lời anh hứa chẳng phôi phai. Anh đừng vội hứa chớ có nói suông ở nhà. Ông xã em number one. Đó bởi vậy hả, khen ông xã tôi là khen tới tóc cũng không hết à. Tôi lại bà.
vừa thôi mà nổ quá nằm banh cái lỗ mũi tôi luôn rồi nè. Thay mặt gia đình của anh Lê Văn Mực và chị Lê Kim Thùy kính chúc sức khỏe quý vị quan khách và gửi lời chào trân trọng nhất, cũng được có tin từ Cảnh Dịch Hồng thì ngày hôm nay là ngày đại lợi đại phúc từ gia đình, và ngày hôm nay được sự hiện diện của quý quan khách đông đủ như thế này, gia đình anh Mực không biết nói gì hơn. Trước tiên mời quý quan khách dùng một bữa tiệc cùng với gia đình, sau đó cùng uống ly rượu hồng chúc cho đôi tân hôn được trăm năm hạnh phúc. Và đến giờ đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể bước ra lễ đài hạnh phúc tân hương, đó là chú rể bạn Trang Quyền Tấn Nhiên Quỳnh và quý quan khách. Xin một tràng pháo tay các con cảm ơn chị ơi. Quý vị cũng đã biết con sông nào cũng chảy ra biển cả và tình yêu nào cũng đi đến hôn nhân, và được sự cho phép của gia đình cũng như sự thống nhất của hai em đi đến hôn nhân, và ngày hôm nay hai em đã chính thức là vợ là chồng của nhau, sánh vai đi suốt đoạn đường này. Trước sự hiện diện của quý quan khách, cô dâu chú rể sẽ đi từng bàn để mời rượu và cùng chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Trước khi đi mời rượu từng bàn thì mời đón tân hôn có rượu xăm banh và các bánh cu đê. Ăn bánh cua thêm. Rồi, chắc là
Rồi, xây qua hôn môi nha mọi người. Xây qua 1, 2, 3, hôn môi nào. Nhạc sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Hãy subscribe.
như hoa khi xuân về, thắm tươi chim nguyên bao hương sắc. Anh mong sao bên em ăn cần chừa lót cho hoa đẹp xinh. Ôi con tim đã tình mới quen sao anh luôn thương nhớ. Anh mong sao đôi ta tìm được tình yêu không bao giờ phai. Con chim vui đùa, biểu lo tung tăng anh ngây ngất. Anh luôn mơ bên em bao ngày đùa vui cho nhau tình yêu. Anh như câu thơ đa tình, đã yêu em như yêu muôn kiếp. Mong sao em yêu anh thật nhiều từ như câu thơ tình kia. You are a baby boy. Hold you, hold you by the hand and then touch.
dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được truyền cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em trong đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là con em quê nhân em sẽ mấy đó. Hẹn ngàn mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quần lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày rồi mà ngày chỉ hơi người ơi sao không cùng nhau xem bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Bóng dáng em đẹp xinh cho lòng anh đang chìm đắm. Thì không với áo dài thùng tắm em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Đến đường biết thôi biết chung nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Không chắc mà nhà em thiệt là khó em quen anh em sẽ bị đò. Hẹn ngàn mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày rồi mà ngày chỉ hơi người ơi sao không cùng nhau sánh bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Con nhà ai sao mà khéo xinh con bà hai sao mà khéo đẹp. Để lòng ai nhớ nhung, cho lòng ai bồi hồi xa suy. Trong giấc mơ ôm ấp bóng hình, đem lại về mong nhớ tương tư. Lòng đặng người tình vương vấn, xin yêu em yêu mãi. Cái phần còn lại để điều hành chương trình.
ta hiểu những ngày gần đây đó, thì gia đình có tổ chức lễ du quy cho cháu Ngọc Đậm, thì xin báo cáo lại là cháu Lê Ngọc Đậm sánh viên cùng Phạm Văn Quyện. Thì Lê Ngọc Đậm là ở tại cái làng này, ấp Quyền Thiện, xã Quạch Đông, con của Lê Văn Mực và Lê Kim Thì. Còn cháu Quyện là ở xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau, con của ông Phạm Văn Khám và bà Nguyễn Mỹ Nương. Thì hôm nay là ngày đại tân khoa, là ngày du quy cho cháu. Thì theo sắp xếp của gia đình đó, thân tộc, thì trước tiên đó là xin báo cáo lại có mấy cái phần. Phần thứ nhất đó là tuyên bố lý do, phần thứ hai đó là làm lễ gia tiên, phần thứ ba là cảm tưởng, phần thứ tư là cảm tạ. Và theo chương trình đó thì tôi xin tuyên bố lý do. Kính thưa thân tộc hai họ, kính thưa đại diện chính quyền cùng bạn bè thân tộc lần xa có mặt hôm nay, theo quy luật của xã hội, trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên phải có chồng, và đặc biệt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cụ thể quá bằng một đạo luật hôn nhân và gia đình, trên cơ sở đạo luật đó xây dựng hạnh phúc năm năm gia đình, hai bên cũng như thân tộc dung bồi xây đắp, lo những cái nghi thức, ví dụ qua các cái lễ và hôm nay đó là cách thức về lễ du quy cho cháu, thì đó là lý do. Chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng song thân yêu dấu. Hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng, để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Ở đây là bàn thờ tượng trưng là ông bà quá cố nội ngoại tư tài, vì mời hang xui lên đây. Nhìn đây anh cả. Chúng ta có một sự tín ngưỡng có sức thiêng liêng, đó là tín ngưỡng thờ phượng ông bà tổ tiên. Bởi vì có ông bà tổ tiên đó, nếu có cha mẹ, có cha mẹ không có các cháu, ông bà tổ
tiên của chúng ta đã bao nhiêu đời khổ sở và biết bao nhiêu cái hy sinh để chống giặc ngoại xâm, để xây dựng nên bờ cõi, xây dựng hạnh phúc cho bao nhiêu thế hệ. Hôm nay hai cháu phải nên nhiên chồng vợ, phải nhớ cái tín ngưỡng thiên nhiên đó, nhớ cái ông bà tổ tiên. Hai cháu nghiêm có phút đồng niệm tưởng nhớ tổ tiên ông bà quá cố, phút đồng niệm cúi đầu thôi. Hai cháu lên mặt gì thấy có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại thì thôi, nội ngoại trước này mời ông ngoại bà ngoại lên trước đi. Ông nội bà nội chứ, ông nội bà nội lên đó rồi nhìn lên, lấy rồi nhìn lên ông ngoại ơi, nhìn lên rồi con nhìn nhìn đây con cái ông đưa cho luôn em rồi 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 hai bà đụng đi đấy đi. Rồi hai em đưa ly cho rồi đứng sau lưng nội cái ghi hình cái nữa nha. Đưa ly cho chú cái ông nội bà nội nhìn lên nha. Một tay thôi bà nội, đưa một tay thôi. Cô dâu ơi nhìn lên nè, cô dâu. Kỷ niệm ngày trọng đại. Thôi vậy mà ông nội bà nội về. Rồi đưa một tay thôi, rồi nhìn máy, bà ngoại ơi. Đưa một tay và nhìn máy lên, nhìn lên. Rồi. Hai bà đứng lên thế à. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thôi, ngày hôn lễ của cháu Đặng và người ông ngoại mẹ tặng con chỉ vàng. Dạ. Ta ra đeo nó luôn. Để lưu niệm. Ông ngoại nhìn lên có kẹp đó là cô dâu ơi, câu cổ bà ngoại hôn nhẹ cái cây cô dâu. Thôi vậy. Chưa chưa ông ngoại cho tôi kiểu hình ngoại ơi. Ngồi ngồi lại cho tôi kiểu hình rồi. Hai em cứ thích vô. Xin mời cậu ở hai trở về phía trong. Cho hai cháu làm lễ. Rồi nhìn lên, có ai mai ơi, có ai ơi, nhìn lên kẻ ơi. Rồi. Rồi chú cây bụng ly rồi, chú cây bụng ly. Rồi chạy có ai cháu. Rồi được rồi, dạ. Trước tiên thì mời rượu đi. À, cô dâu chú rể mời cậu mợ dùng ly rượu nè, nhìn lên. Quay cho mời cô dâu nhìn lên. Mời cô. Chú đi. Không có, không có các cô em. Rồi, rồi, rồi. Các cô, các cô. Rồi, bây giờ chị Hân ngồi xích vô, hai người xích ra lại. Ờ, rồi, cô Dương mời dì Dưỡng đi. Rồi, nhìn máy nè, dì Dưỡng nhận ly. Cái ly cho ai dùng? Nhìn lên. Cái ly nhận tôi vậy. Rồi, dì, 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 dì. Rồi, uống được chưa? Rồi, uống đi. Rồi. Đúng rồi, nhìn lại nè, nhìn lại giùm cái đây, nhìn chiếc nhẫn lại giùm mấy gì sắp. Nhìn lại, nhìn lại. Rồi, rồi nhìn lên nè, cháu mà nhìn xuống rồi chết luôn à. Rồi. Làm gì chứ? Ở chung á. 1, 2, 3, vô. Chú buộc là chúng con á, cái tiếng á. Trở về thế trước. Thông báo mời vì bảy giữa bảy trở về phía trong đi cho hai cháu là lễ. Rồi cô giao nhận. Cúng đi, cúng đi đại diện gì ba lên. Rồi nhìn đây lên tặng quà. Cần vô nhìn nha, chú để bộ cứ cần vô cho mang cái gương. Không cúng đi nhìn lên nè, nhìn lên. Mọi người nhìn đây nè, nhìn lên. Vui lên, rồi ngủ. Xin kính mời các cô. Rồi, mời hai người luôn cùng với các cô có mặt tập trung về cho hai cháu làm lễ. Các cô đâu? Cô Dũng. Hôm nay các cháu trưởng thành nên nhiên vợ chồng phải nhớ trong bên đó. Thằng cháu nghiêm giới vụ. Chị nhìn cái trước
cây vàng 18, rồi một cây vàng 24 carat. Nhìn lên. Thôi là hai con đeo hai con gái luôn. Bây giờ chạy tới luôn. Cái hơi rồi, nó chạy đó. Để chú gãy không? Chú gãy đưa. À, đeo luôn ạ. Rồi, tất cả nhìn lên nè. Rồi, cô dâu ôm cỏ mẹ hôn nhẹ đó em. Thôi, rồi, rồi. Giữ nguyên vậy nha. Thôi, vậy Phật lễ tới đây các con. Tiên hai con tổ chức lễ du nguyên cho đứa cháu ngoại cũng là đứa con đầu lòng, nhưng mấy ngày nay đó là được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương cũng như thân tộc đến chung vui rồi giúp đỡ về vật chất tinh thần để đến kết thúc là buổi lễ du quy được thành công tốt đẹp. Xin thay mặt cho gia đình xin trân trọng. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nào lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Chơi tiếng nổ vàng ai đám cưới thua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu thân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân. Trước tiên thì tôi cũng thay mặt cho họ nhà trai hết sức cảm ơn cái tấm chân tình, sự thông cảm chia sẻ cho họ nhà trai chúng tôi, tạo điều kiện thuận lợi cho họ nhà trai chúng tôi đến đây làm cái lễ rất là dễ dàng. Trước khi ra về thì tôi cũng thay mặt họ nhà trai cũng xin kính mời thân tộc họ nhà gái cùng đi theo đoàn tống hôn sang nhà trai chúng tôi dùng một bữa cơm thân mật, cùng chúc cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc. Thì đến thời điểm này mời chú rể phụ quốc vụ lên bàn thờ, mời cô dâu chú rể quay vô bàn thờ làm một lễ cúi đầu, cái lễ cúi đầu để từ giả ông bà hai cháu nghiêm cúi đầu. Rồi hai em quay ra phía trước, mời chú rể phụ quốc vụ là cho thân tộc. Đây là có ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Rồi mời thêm bà ngoại ngồi bên trong, em đứng đây mời những
hình cho nó đẹp. Trời ơi, đám cưới nhà ai mà chưa trời ơi, trời ơi, làm gì chen lắm như vậy? Làm có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi, xích ra coi. Đám cưới, trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý màn đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ba nhà ca rước về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mày thố được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Mà buồn so khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Trời ơi, đám cưới nhà ai mà chưa? Trời ơi, trời ơi, làm gì chen lắm như vậy? Làm có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi, xích ra coi. Đám cưới, trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý màn đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, từ đâu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Đời là nơi ấm em tìm trong cơn bão tố. Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trao dâng. Nguyện đi với anh suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước. Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu.
Yêu cho thương rồi nhớ mãi